trở lại video. Quang Trung xin chào cô chú anh chị. Đây là mình vào khu giải trí, mình quay, mình chia sẻ hộ cho cả nhà xem nha. Đây là một cá khu giải trí là cả nhà. Nhìn đi, chạy gì mà dài dữ lên trên. Đó, 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 anh cầm con cá đi đó, đó. Trời ơi, lên này cả cái nhà ơi, ăn lừa cá lên này. Ăn khủng luôn. Đây. Đây cả nhà. Con này dắt cỡ 6-7 kg cả nhà ơi. Ăn khủng rồi. Đây. Đây nè cả nhà. Cắt lưỡi luôn. À, bự luôn cả nhà, dài luôn nha. Trời ơi. Dài như con trăng. Quá trời. Dính dính lại, dính lại, dính lại. Đây, 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 đây. Đó, thấy chưa? Quá trời luôn. Rồi giờ cho lên còn 5-6 kg rồi cả nhà ơi. Này nè, này coi quay vô hồ. Đây là hàng khủng luôn nè ha. Cho con này chắc con to lên căng luôn. Bao nhiêu ký? Trời ơi, gần 7 5-9-6-10. Gần 6 ký. Hàng khủng luôn. Đó, đây hàng khủng thì cả nhà ơi, thấy không? Rồi. Đó, chờ xuống lại nha. Đây là câu giải trí cả nhà ơi, hàng khủng mình giờ lên rồi, bây giờ cân lấy điểm nha cả nhà. Cá lên cả nhà ơi. Đó. Cá giờ nó lủi nè. Lủi luôn hả? Lủi luôn, cá lủi luôn. Đó, kéo mà nhăn mặt luôn. Bức luôn. Cá bên kia cũng lủi nè cả nhà. Bức rồi nha. Đủ quá trời bự luôn cả nhà. À. Khủng luôn nha. Ôi con này bá khủng à. Đó, thằng khủng luôn. Không tình gỡ đã rồi đứt cái lưỡi. Cá ăn này cả nhà. Ồ. Này. Kéo cong cần luôn. Cong cần luôn nha cả nhà. Thấy không? Đó, cong cần luôn á. Lên cá lên ha. Rồi vô nè. Rồi vô, đùa con này cũng luôn cả nhà.
con này có 5 kg á. Bà còn quá trời. Nó chờ khủng luôn. Cá bự thấy sợ luôn á. Đó, cá lên nè. Nó bắt rồi, bắt rồi nào. Đó, bắt con mấy ký? 5 ký. Ờ, con 5 ký đó nhiều. Còn 6 ký nữa. Nè. Nó bắt rồi. Con này chắc cỡ 2 ký, 2 ký mấy. Cá này chắc cỡ 2 ký. 2 ký, 2 ký mấy rồi nha. Anh ơi, đâu ui. Ý chang đi vậy. Ăn móc cá ăn gì nó mất tính anh à? Cá nó ăn móc gì thì mất tính hả? Ăn ở trong miệng mới tính à? Không máng là không tính đúng không? Máng bỏ xuống lại cái nó con này chắc có 2 ký. Cá là ăn tiếp nè. Đó. Lên. Con này chắc nhỏ ha. 2 ký à. 2 ký hay ha. Rồi, ăn móc vô miệng. Thôi cá ăn cho anh Quang đè nữa. Trời thủ đến nữa nè. Xe đó đeo 2-3 cần. 130 chưa vậy giờ cho ba ngồi lên vậy. Rồi, cá ăn cá lên nữa là cả nhà. Đây. Cá bắt đầu lên nè, đó. Khổng luôn nha. Nè, đó. Thấy chưa? Rồi bưng luôn. Rớt luôn rồi cả nhà. Trời nay đổ mưa rồi cả nhà ơi, bữa nay ở đây có mưa rồi, chánh bên này có mưa rồi. Câu này mưa quá trời luôn cả nhà, đó mưa ha. Đầu mưa lớn nha cả nhà. Đó, câu. Đó, ngủ ngồi quá trời. Mưa nè, bắt đầu mưa nè. Giờ mình chấm này có mưa lớn rồi đó. Mới mưa bữa nay luôn. Đầu năm giờ nha. Có mưa luôn nha cả nhà. Đổ mưa là sâu luôn. Đây bắt đầu mưa lớn rồi nghe. Bữa nay mưa lớn rồi nha. Bữa nay bữa giờ chưa có mưa, bữa nay mới mưa nha. Đầu 5 giờ. Tụ má, tốt làm gì có sợ đổ nó sáng rồi nó sợ mình chửi nó bỏ nó chạy nó về, tốt làm không cặp gì. Này, mưa quá trời, mưa lớn luôn. Đó, thấy mưa lớn cả nhà ơi. Đây, hàng khủng lên đây. Đó. Trời ơi. Nó bự quá trời cả nhà. Đây 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 đây. Ui giời ơi. Con này. Con này cũng 4 kg á. 4-5 kg à. Cá điên mà ai đâu mà bữa nay ra đi quay mà mưa quá cả nhà ơi. Đang ở ngay hồ cá. Giờ mưa lớn nha, Bình Chánh bữa nay mưa lớn nha cả nhà.
anh em cần thủ này cũng ngồi đam mê câu cá hăng say cả nhà, mưa lớn mà anh em cũng ngồi hăng say mà ngồi câu cá luôn nè, đó đứng ngoài mưa luôn đó cả nhà. Quay chia sẻ cho cả nhà xem. Nói chung là câu cá này là rất đam mê. Đó, anh em cầm thủ ngồi nè. Trời ơi. Thì thôi tới đây video cũng khá dài rồi cả nhà. Cả nhà có thích video của Trung thì cho Trung xin một like và một đăng ký kênh để Trung có động lực ra tiếp cho video cho cả nhà xem nha. Tạm biệt cả nhà nha.